Vâng, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của bên đặc sản 365. Thì hôm nay thì bên mình xin được giới thiệu mọi người một cái sản phẩm, đó là cái sản phẩm ba kích. Ở đây thì mình đang có cả ba kích rừng và ba kích trồng. Thì mình cũng có một số clip để giới thiệu mọi người về cái củ ba kích này rồi, và cũng có những clip để nói về ba kích rừng và ba kích trồng. Nhưng hôm nay thì bên mình thì lại cũng là rất chi là hiếm, từ đúng là từ cái thời mà mình làm về dược liệu, thì các bạn cũng biết theo dõi kênh cũng biết mình chắc qua khoảng 4-5 năm nay rồi, mình đang sở hữu một cái củ gọi ba kích rừng gọi là cực kỳ khủng. Đây là chuẩn ba kích mọi người nhé, nó không phải là cái dạng giả ba kích như là ở trên Hà Giang đâu, mà đây nó là củ ba kích thực sự luôn. Đây mình tìm được hai cái gọi là trong một cái bao hàng thì nó có một cái củ phải nói là thực sự là rất là to, nó chính rất hiếm đấy mọi người đấy. Ở đây ba kích rừng thì mọi người cũng biết là với ba kích rừng ấy, thì trong thiên nhiên thì đa số nó sẽ là phần lớn sẽ là ba kích trắng. Coi ba kích trắng này như nào, có là cái củ của nó đây các bạn nhìn này, đấy ba củ nó sẽ là ba kích trắng như này đấy, như này này. Nhưng mà khi ngâm rượu nó đều ra là màu tím nhá, đấy nên là hàng ba kích thì cho rừng thì đa số sẽ là ba kích trắng, nhưng mà ngâm rượu đều là màu tím. Ở đây cũng có trong tự nhiên thì nó khoảng tầm 30% nó sẽ là ba kích tím này, mọi người nhìn này, đây này, mọi người nhìn này, nhìn củ ba kích tím kìa, đấy nó sẽ hơi vứt tím, nó không tím ngắt như là ba kích trồng đâu đấy. Ở đây nhé mọi người nhìn này, đây là củ ba kích hạt, đây củ ba kích to nhưng mà nó lại là ba kích trắng. Thì khi mà các bạn có gọi là có cắt thịt ra thì bạn nhìn thấy không, nó vẫn sẽ là một màu trắng mặc dù nó rất là già đời rồi đấy. Ở đây thì sẽ là một cái củ ba kích tím này, mọi người nhìn này, đây nhé, mình vừa mình cắt ra rồi, bây giờ mình sẽ ấy lại cho mọi người xem, đấy, cái thịt nó sẽ hơi màu tím. Thì các bạn biết là với ba kích tím và ba kích trắng, thì ba kích tím là khi mà cái củ ba kích nó già thì nó bắt đầu nó mấy cái phần gọi là cái phần đầu ấy, đầu mà gần gần cái phần củ gọi là gần cái phần gốc ấy, thì nó sẽ nó chuyển sang cái màu tím đây này, đấy. Đâm ra là trong tự nhiên tìm được những củ ba kích to mà dạng tím tím như này thì là khá là hiếm, là không có nhiều. Đấy, thực tế là mình đã lấy rất nhiều và mình đã có cái những cái trải nghiệm thực tế để có cái kiến thức này gọi là ấy cho mọi người. Còn với ba kích trồng thì 100% nó sẽ là ba kích tím. Đây mọi người nhìn này, đấy mình cắt đầu ra này, đấy thấy không? Đấy nó sẽ là màu tím nhá. Và không có hề không bao giờ có ba kích trắng, vấn đề là thế, không bao giờ có ba kích trắng. Bởi vì sao? Bởi vì khi người ta trồng, người ta sẽ trồng chỉ trồng giống ba kích tím thôi. Nhưng mà một số khách hàng người ta không hiểu, có nghĩa là người ta cứ mang một số củ về, người ta lại bảo là bán ba kích trắng cho họ. Mình nói thật là lúc mà họ được ba kích trắng thì coi như là họ được ba kích rừng, giá gấp đôi ba kích trồng luôn. Còn lá trắng này vì sao đây nhé, bạn nhìn nhé, một cái củ này, đây là phần này, phần đây gần gốc này, phần trên này là tím này, nhưng phần dưới các bạn nhìn này, đấy, phần dưới nó lại là trắng này, đấy. Đây để mình zoom lại đây này, đấy mọi người nhìn này, đấy thịt này, đấy là phần dưới đấy, nó là màu trắng, trên cùng một củ luôn đấy, mọi người hiểu chưa, chứ không có chuyện là cái củ ba kích mình nó là ba kích trắng đâu đấy. Nó chỉ có cái hàng gọi là cái hàng có thể nó ghi là cái hàng A, hàng B, ví dụ là cái hàng loại B nó là hàng cái củ nó nhỏ nhỏ như này, thì tất cả những cái củ như này thì nó ví dụ là trên đầu ấy nó là hàng lon thì nó sẽ không có tí chẳng hạn đấy, thì gọi là nó là hàng B, thì là hàng này hàng kém chất lượng mà mọi người tham rẻ mọi người sẽ mua thôi. Chứ còn với hàng A, hàng gọi hàng A1 ấy thì gần như tất cả các củ nó sẽ có tím, đa số sẽ là tím hết và là tím phần đầu đấy. Đây này mọi người nhìn này, đấy như ví dụ một củ vậy là đây là cái hàng, ví dụ là người ta lọc đi, người ta lọc sẽ này là hàng B đấy, tất cả từ đầu Z đều là từ đầu đến cuối sẽ đều là màu trắng. Nhưng mà ở đây mình có hàng A rồi, đâm ra là gần như là nó đều tím hết rồi, cái này nó phân tím nhé mọi người nhìn này, tím nhẹ thôi đấy. Và các bạn nhìn củ ba kích trồng đấy và củ ba kích rừng, các bạn thấy khác chưa đấy, nó khác rất là khác đấy. Cái củ ba kích rừng thì nó có củ to củ nhỏ đây, và thực sự hôm nay là vì mình đang sở hữu được một cái củ ba kích trắng nó khổng lồ như này, thì mình lại mong muốn là làm clip để giới thiệu với anh em cho mọi người hiểu, thứ nhất là ba kích rừng, thế là ba kích trồng, và ba kích và cái hàng trồng thì gần như là nó không có hàng ba kích trắng đấy. Và ba kích trắng hàng rừng thì các bạn ngâm rượu ra nó sẽ vẫn màu tím, là nó sẽ không tím được
nhiều như là thằng cái tím thôi, ba cái gọi là ba cái trắng nó không tím, nó không tím được, gọi là khi ngâm rượu cùng một lượng như nhau ấy, thì là cái ba cái trắng ấy nó sẽ không bao giờ ra được cái màu tím rượu ngon như thằng đậm hơn, nó không bao giờ đậm được như cái thằng ba cái tím mà với cùng một cái lượng ba cái như nhau đấy, là các bạn hiểu như vậy. Nhưng mà thực tế nhưng mà có là dù sao nó ba cái rừng thì đương nhiên là cái về cái chất lượng nó sẽ đương nhiên nó sẽ hơn hẳn ba cái trồng. Thứ nhất là nó là hàng sạch 100% tự nhiên, không có chăm bón đúng không? Đấy. Mà các bạn nếu mà nhiều người người ta bảo là các bạn mà mua được bucket 100% là mua bucket rừng tím thì mình nói thật là các bạn đa số là bị bỏ lừa thôi. Khó lắm. Và nếu mà giá như vậy mình đặng nó thật sự là mình kiếm đánh cả tạ mới ra được 5-10 cân gì đấy. Thì mình bán với giá nó rất là cao, nó lên đến cả triệu, 1 triệu một cân. Đấy. Tôi còn mà thực sự là chọn để mà lại còn chọn mà để cả tím mà nó phải củ lạc nó phải tím như này nữa thì không không có, bởi vì như củ này ở đây nó là tím nhá, nhưng mà dưới này thì đương nhiên nó sẽ là trắng trắng rồi đây này, bởi vì nó cũng theo như quy luật của cái củ ba kích đây thôi, ba kích trắng thôi, ba kích trồng thôi. Và những củ là ở già phía trên thì nó đương nhiên tím, dưới này sẽ là trắng, đấy là chuyện rất bình thường. Đấy, nên mong muốn là chia sẻ với anh em kinh nghiệm để mọi người mua ba kích làm sao cho nó chuẩn và hiểu thế là ba cái rừng và đặc điểm như nào đấy. Tôi sẽ đây cũng như củ này nhé, này mọi người nhìn này, đấy nó vẫn là ba cái trắng đấy, khi mà nó già như này đây nha, thì bạn nhìn cái lõi này nó già như này nó vẫn trắng này, nó đâu có tím đâu, đây là ba cái trắng, còn là nó già lên đâu dày già thì nó cũng không bao giờ tím như cái củ như này đấy, thực tế như thế. Rồi ok, thì mình cũng chỉ xin gọi là chia sẻ những cái kinh nghiệm thực tế và những cái hàng mình đang có thực tế thôi. Nhưng mọi người khi mình rửa nhé, nhìn phát mình biết xem là củ nó là ba cái tím, của nó là ba cái trắng đây. Đây ba cái trắng nhìn rõ ràng, ba cái tím đây, đấy đúng không? Ba cái tím này bạn nhìn này, đấy củ này là ba cái tím, nó chưa tím hẳn nhưng mà nó đã phớt tím rồi, nó khác chưa? Bạn thấy khác không? Khi mới bẻ của ba cái trắng này. Đấy. Nhưng mà nói thật là các bạn mua được ba cái trắng thì nó cũng giá gấp đôi rồi, nó cũng giá gấp đôi ba cái trồng rồi. Đấy phải chia sẻ với anh em thực tế đấy. Và cái cách làm nõi thì nói chung là làm nõi ba cái rừng thì khá vất vả. Tất nhiên là mọi người dùng một cái thớt đây, mình thực sự là khách hàng của mình tin tưởng mình nên là mình cũng đang làm đây. Đây này, đây là hoàn toàn là đúng ba cái rừng nhá. Đấy, đa số thì là ba cái trắng, mày nhìn chưa, và chia sẻ thực tế thôi đấy. Xong mọi người phải đập trên một cái dao thợ bản rộng này ra, xong bắt đầu là mới đập mới tách như này, lõi như này đấy. Khá vất vả là không như thằng ba cái trồng thì nó thịt nó khá là nhiều rồi nên là làm nó cũng dễ thôi, nhưng mà bên làm một số lượng lớn thì tất cả theo mình là mọi người phải làm nó cách kia, các bạn đặt của ba cái những cái thớt trong cái dao đập dập nó ra với một lực vừa phải chứ không phải là đập lát bét nhé. Đây mọi người nhìn nhé, ba cái trồng củ bé này thôi mà nhìn này, hàng ba cái của mình trồng hàng chất lượng cao này đấy, đã cũng đã tím rồi mọi người chưa, mình đấy mình bé rồi đấy, thấy chưa đấy. Rồi ok, mọi người có nhu cầu về ba kích rừng chuẩn này, ba kích trồng chất lượng cao này thì có thể liên hệ trực tiếp mình nhé. Và đây thì còn nhiều loại thảo dược khác thì anh em có nhu cầu chơi về thảo dược thì có thể liên hệ mình. Mọi người nhớ đăng ký kênh YouTube để ủng hộ bên mình, để mình có động lực ra những clip chia sẻ những kiến thức về dược liệu cũng như là những kiến thức về y học để cho mọi người có thể tham khảo. Thì rất mong những ý kiến đóng góp của mọi người, nếu có gì mà mọi người có thể là comment về, có thể là về những cái gì mà các bạn chưa biết thì có thể bảo mình có thể sẽ làm clip thực tế để trả lời những câu hỏi của các bạn, hoặc là mình cũng mong muốn nhận những cái ý kiến đóng góp của mọi người trong cái quá trình mình làm những clip này. Rồi xin cảm ơn mọi người rất nhiều, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.